Ra ngoài thôi, ra ngoài thôi. Mình ở đâu đây? Cha mình đâu? Mẹ mình đâu? Sao mình không thấy họ vậy? Không lẽ họ bỏ mình hay sao? Không được, mình phải đi tìm họ. Hả? Sinh vật gì nhỏ xíu bò sát dưới đất vậy? Này, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết mình là ai không? Có thấy cha mẹ mình ở đâu đây không? Trời đất ơi, ai mà la ồn ào dữ vậy? Chúng tôi không có thấy gì hết á. Chúng tôi chỉ thấy đồ ăn với lại thấy cái đẹp mà thôi. Hả? Không ấy, bơi lên trên coi thử cha mẹ của bạn có ở trên đó không. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn các bạn. Chào mọi người. Hôm nay tôi là một sinh vật rất kỳ lạ. Nó ra từ một cái trứng mà không biết của loài nào cả. Tôi đang cố gắng đi khắp mọi nơi để tìm cha mẹ của mình, nhưng nãy giờ không thấy gì cả. Này, gia đình xưa, hãy nhìn kìa, chúng ta có con mồi kìa. Bao quay và ăn thịt nó đi. Khó chịu quá, khó chịu quá. Tại sao ta ra? Vậy thì các ngươi đừng có trách ta. Chết đi, chết đi. Ta sẽ xác các ngươi, ăn thịt lại các ngươi luôn. Ngon quá, ngon quá. Trời, mẹ ơi, hai người đang nơi nào? Con đi tìm hai người cực khổ quá. Con sợ mà tè hết luôn trong quần rồi nè. Hả? Sinh vật gì sao to lớn thế này? Có phải là mẹ của mình hay không? Mẹ ơi, mẹ ơi. Tao là đồ đực thì làm sao mà có bầu đẻ con được? Đẻ mà cái nách à. Tôi không phải mẹ mày đâu. Mày cút chỗ khác đi. Bác rùa ơi, làm ơn cho tôi biết tôi là loài nào đi, rồi chỉ cho tôi chỗ của cha mẹ tôi. Tôi muốn quay về nhà. Tôi nhớ họ lắm rồi. Thật rắc rối. Nhìn ngươi giống như là loài trên cạn vậy. Hãy lên trên bờ đi, chắc có lẽ cha mẹ ngươi trên đó đó. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà trên bờ là chỗ nào? Tôi đâu có thấy đâu. Đúng là đồ ngu, đồ thiếu nguy hết mà. Người bơi lên trên mặt nước đi, người sẽ thấy một vùng đất trên cạn. Đó chính là bờ đó. Mau đi, ở dưới đây nhiều sinh vật dữ tợn sẽ xé xác ngươi cho bà xem. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn ông bác rùa nhiều. Thế là tôi đã được một sinh vật khác giúp đỡ và cho biết thông tin cha mẹ của tôi ở trên cạn. Đồng thời lúc này xung quanh tôi đang bủa vây bởi những con quái vật dưới biển. Bọn chúng dữ tợn với hàm răng sắc bén đang cố gắng xé tan xác của tôi. Nhưng tôi cố gắng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bọn chúng và đi lên trên bờ. Khi rời khỏi mặt nước, tôi đã ngó thấy một thế giới vô cùng tuyệt đẹp mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Này này này, sinh vật kỳ lạ kia, ngươi đi đâu đấy? Lại đây biểu coi. Mấy người biết tôi hả? Tôi đi tìm cha mẹ của mình. Tôi bị thất lạc cha mẹ của tôi mấy ngày hôm nay rồi. Vậy à? Trời đất ơi, chúng tôi cũng bị thất lạc đứa con nè. Không lẽ là con chúng ta hay sao? Trời đất ơi, con ơi, con ơi là cha mẹ nè. Lại đi, lại gần cha mẹ hơn đi, cho cha mẹ được nhìn rõ con. Được rồi, được rồi. Giết nó đi, xé xác nó đi. Mấy người định làm gì vậy? Mấy người không phải là cha mẹ của tôi. Đồ khốn kiếp, đồ lừa đảo. Người của mình sao trở nên lớn hơn thế này? Cái lưng của mình còn xuất hiện cái vỏ nữa. Rốt cuộc mình là con gì? Tôi càng ngày càng lớn, càng khỏe mạnh, nhưng lại xuất hiện một cái cảm giác gì đó rất cô đơn. Không phải là cái cảm giác nhớ cha, nhớ mẹ, mà cái cảm giác muốn nắm tay một ai đó, muốn ôm hôn một ai đó, và muốn ngủ chung giường với một ai đó. Đây, quái vật Kraken, làm ơn hãy giúp tôi. Cái gì? Ngươi gọi ta à? Ngươi biết ta là ai à? Không, không đúng. Ngươi định lừa ta, định ăn thịt ta chứ gì? Dừng lại đi. Tôi sắp chết rồi. Tôi lừa ngài để làm cái gì? Làm ơn hãy giúp đỡ tôi với. Không lẽ
đúng là sự thật. Nói mau, nói mau. Ta là Draken, là loài gì chứ? Và ngươi biết nhà của ta ở đâu hay không? Nói mau đi. Ngài là loài ốc bạch tuộc khổng lồ có tên là Draken. Hang ổ của loài Draken đang nằm ở ngọn núi đằng sau kia kìa. Nhưng làm ơn, hãy giúp đỡ tôi, hãy trả thù cho gia đình của tôi. Chúng tôi bị loài rồng ba đầu độc hại giết chết. Hãy báo thù cho tôi với, hãy báo thù cho tôi. Này, này, hãy tỉnh lại đi. Ta chưa nhận lời giúp đỡ của ngươi mà. Thôi được rồi, cảm ơn ngươi đã cho ta biết ta là loài nào và quê hương của ta đang ở đâu. Được rồi, ta sẽ cố gắng giúp đỡ ngươi trước, rồi ta tìm về nhà của mình. Loài rồng ba đầu sát hại gia đình của ngươi hay sao? Bọn chúng ở ngay đây, chết đi, chết đi, lũ rồng độc ác. Thưa quái vật xúc tu này, nước sông không phạm nước giếng, ngươi định giết bọn ta? Chết đi, chết đi, lũ bẩn thỉu, lũ cặn bã. Cái người tàn sát những sinh vật vô tội khác thì sao nào? Bây giờ ta sẽ thay thế họ để trừng phạt lũ các ngươi. Chúng ta nguyền rủa ngươi, yêu đứa nào thì đứa đã chết yêu. Chết đi, chết đi, câm mồm lại đi, lũ rồng bẩn thỉu. Các ngươi xứng đáng với cái tội ác của các ngươi. Cuối cùng tôi cũng đã báo thù cho sinh vật hồi nãy chỉ đường cho tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi về quê hương của mình. Không biết cha mẹ của tôi có ở đó hay không. Chắc có lẽ họ gặp tôi, họ sẽ vui lắm. Họ, nhìn kia, nhìn kia, là đồng loại của tôi. Hay quá, hay quá. Nhanh chóng xuống đó thử xem cái đâu. Trời đất ơi, trời đất ơi, là một con ốc bạch tuộc cái. Thơm quá, trông thật là quyến rũ quá. Này, này cô em ơi. Cái gì? Nhìn cậu mặt nông chẹt à. Tôi lớn tuổi hơn cậu đó nha. Cậu mới kêu tôi là chị. Nhưng mà thôi, không sao. Lớn tuổi hơn tôi càng thích. Tôi thích lái máy bay bà già lắm. Được. Hào hóa. À, chị có chồng chưa? Tôi chưa có người yêu nè. Chúng mình yêu nhau đi. Cái đồ dê gái. Nhưng tôi chưa có chồng, chưa có người yêu. Theo đuổi tôi khó lắm đó. Cậu làm được không? Được, được. Tôi và con Draken cái này bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu ngẫm nghĩ và vuốt xúc tu của nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có cảm xúc thăng hoa với nhau và trở thành một cặp vợ chồng. Chúng tôi cùng nhau đi về hang ổ của loài Draken. Tuy nhiên đi được vài ngày thì chúng tôi bắt gặp được một thứ sinh vật hết sức lạ lùng. Nó rất to và rất khổng lồ. Chồng ơi, cẩn thận, đừng lại đó, đừng có bỏ em. Không được, anh phải tiêu diệt thứ quái vật này thì chúng ta mới có thể đi tiếp. Em hãy tránh xa ra, hãy ở yên một chỗ đi. Khổ kiếp, mày làm tao đau rồi đó, chết đi. Khốn kiếp, khốn kiếp, lũ ruồi nhạn này, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Mình chưa chết. Vợ của mình, không, không. Tại sao vừa mới yêu nhau lại phải xa cách nhau thế đây? Không lẽ những lời nguyền rủa của những con rồng ba đầu trước đây là thành sự thật? Không, không. Mình phải báo thù. Vợ ơi, em hãy sống trong anh, hãy cùng với anh làm một. Vì muốn lưu giữ hương thơm của vợ mình, tôi định nuốt toàn bộ cơ thể vào bụng để tôi và vợ hai trong một. Thì bỗng dưng người của tôi to lên gấp hai lần. Tôi trở thành một con Draken dữ tợn, vô cùng khỏe mạnh. Lúc này tôi lại tiếp tục tiến thẳng để đi tới chỗ của cái con nhện bí ẩn khổng lồ hồi nãy và quật chết nó. Hãy trả lại những gì tao đã mất. Đến lúc mày phải đền tội rồi. Lại là quái vật Draken. Không, không. Đừng mà, đừng mà. Đau quá, tao biết lỗi rồi. Tao xin lỗi. Không, không.
Tôi bắt đầu cấu xé. Dù nó đã chết nhưng tôi quyết không để cho nó yên. Tôi bắt đầu phanh thây xé thịt nó ra, nhai từng miếng nuốt vào cơ thể của mình. Không muốn khiến cho nó phải đền tội vì đã giết chết vợ tôi. Nhưng kết quả khi tôi nuốt cả toàn bộ con nhện quái quỷ này vào trong bụng, người của tôi lại vô cùng lâng lâng, và có một thứ chất gì đó, một thứ năng lượng gì đó được sinh ra và biến hóa người của tôi trở nên khổng lồ và quái lạ. Tôi cảm thấy giận dữ, cảm thấy không còn là mình như trước đây nữa. Nhưng thôi, chuyện quan trọng bây giờ là tôi phải tìm về nhà của mình và xem thử cha mẹ của tôi đang ở đâu. Cắn nhau đi. Hả? Giết nhau đi. Hay lắm, hay lắm. Lời của các ngươi, hãy tàn sát nhau cho tới chết đi. Là những quái vật ra kèm ông Bách Tuột, đồng loại của mình. Sao họ lại cấu xé lẫn nhau thế kia? Khốn kiếp, khốn kiếp. Không lẽ là sinh vật này đang điều khiển họ hay sao? À, thứ gì đây? Là một con ra kèm khổng lồ đó à? Hay lắm. Vậy ta sẽ cho ngươi chơi chung với đồng loại của mình nha. Khó chịu quá, khó chịu quá. Sao người của mình tê liệt hết này? Những xúc tu của mình không tự điều khiển được. Hồ kiếp, thứ quái quá kìa. Ngươi làm gì ta? Ta là quái thú thông linh khổng lồ. Ta điều khiển trí não của bất cứ sinh vật nào ta muốn. Lần này tới phiên dòng loại ốc bạch tù của các ngươi. Chết hết đi. Không, không. Mình không được chết. Mình không được chết. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình phải bảo vệ đồng loại của mình, bảo vệ gia đình của mình. Chết đi, chết đi. Thứ quái vật cô gốc độc ác đây. Mình không biết ngươi đụng phải ta rồi. Ta không phải là một con ốc bạch tuộc tầm thường. À, cái gì? Ngươi thoát được khống chế của ta à? Ngươi thật lợi hại đó. Nhưng hãy xem lại nè, coi ngươi có thoát được nữa hay không. Cái gì? Thật là đáng chết. Cuối cùng cũng hạ được hắn rồi. Nè, mọi người, hãy dừng lại. Có nghe ta nói hay không? Hãy dừng lại đi. Các người đang bị cái xấu lợi dụng khống chế mà thôi. Hãy dừng lại. Hãy yêu thương bản thân của mình, yêu thương đồng loại của mình. Chúng ta là cùng một loài, là ốc bạch tuộc ra kinh. Sau đó tất cả những con ốc bạch tuộc khác đều dừng lại và không còn cắn xé lẫn nhau nữa. Họ cũng đã tôn tôi lên làm vị vua mới, và tôi cũng đã gặp được lại cha mẹ của mình. Và đây là toàn bộ nội dung giải trí ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.